Vợ Xuân Bắc mắng vua cá coi là thằng trẻ trâu khi bỏ vợ cưới Hà Thanh Xuân. Phát ngôn của vợ danh hài Xuân Bắc được dân tình sần sần ủng hộ. Sau thời gian im lặng trước đám cưới bạc tỷ của chồng cũ Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân, ngày 13 tháng 5, chị Thanh Đào lần đầu tiên lên tiếng về cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm. Chia sẻ với truyền thông, vợ cũ vua cá coi nghẹn ngào thừa nhận, đó là cú sốc lớn khiến chị nhận ra mình đã bỏ bê bản thân cũng như lún quá sâu vào công việc kinh doanh. Thậm chí chưa hiểu hết người đàn ông từng đầu ấp tay gối. Có lẽ trong quá trình chung sống với anh Thắng, tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết bản thân và cả người chồng của mình. Tuy nhiên, sau khi nghịch cảnh xảy ra, tôi đã thấu hiểu bản thân mình nhiều hơn, vợ cũ vua cá coi nói. Dù đã phủ nhận thông tin ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân là người thứ ba chê ngang hạnh phúc, tuy nhiên khán giả vẫn gay gắt lên án doanh nhân Thắng Ngô vì cho rằng anh phụ tình, giàu sang đổi vợ. Chung dòng bức xúc với dư luận, bà xã danh hài Xuân Bắc mới đây cũng lên tiếng đứng về phía chị Thanh Đào. Cụ thể, trên tài khoản Facebook cá nhân, Hồng Nhung gay gắt gọi đại gia Thắng Ngô là thằng trẻ trâu. Trong lúc hôn nhân lục đục không tìm cách cứu vãn mà lại dành thời gian tìm hiểu tình nhân rồi tổ chức đám cưới hoành tráng. Cú hích để gã chồng có lý do kiếm gái ngay, người đàn ông tử tế họ sẽ tìm cách cho nhau một cơ hội cuối hoặc sống chậm lại để suy ngẫm chứ không vội đọc 60 bài báo và lên mạng yêu đương online rồi cưới ngay sau vài tháng như một thằng trẻ trâu, vợ Xuân Bắc viết. Trước đó, cô cũng từng đăng tải dòng trạng thái nghi mỉa mai đại gia cá coi, không màng đến sự hy sinh của vợ mà chạy theo thú vui bên ngoài. Đôi khi hy sinh không bằng người nó làm cho họa mi hóc lại. Trong bài phỏng vấn đầu tiên, chị Thanh Đào gây ấn tượng bởi cách nói chuyện nhẹ nhàng không còn lưu luyến về đổ vỡ. Thế nhưng khi nhắc đến người cũ, nữ doanh nhân vẫn khẳng định vua cá coi là người thân, là bố của con gái chị. Anh ấy mãi mãi là người thân của tôi, người tôi từng yêu. Tôi nghĩ rằng việc gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Tốt nhất mình nên để cơn bão ấy lặng xuống, để anh ấy tận hưởng hạnh phúc, để tôi có cuộc sống bình yên cùng con gái. Chị Thanh Đào nói. Dù không gọi thẳng tên nhưng chị Thanh Đào không ngần ngại nhắc đến tin đồn Hà Thanh Xuân là tiểu tam. Người phụ nữ này phủ định những đồn thổi, đồng thời tuyên bố nữ ca sĩ không có lỗi. Người mà các bạn đang bàn tán và cho là người thứ ba thực ra không phải nguyên nhân. Bởi thời điểm cô ấy xuất hiện giữa chúng tôi đã có sự rạn nứt. Chúng tôi có lẽ chưa có đủ thời gian để hàn gắn lại mối quan hệ. Đồng thời bản thân chúng tôi cũng không làm tốt việc chữa lành tổn thương cho cả hai. Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho người thứ ba nào cả và tôi cũng nhắc lại một lần nữa, cô ấy không có lỗi trong chuyện này. Về phía vua cá coi Việt Nam, anh bày tỏ bức xúc vì dư luận đang cố tình theo dệt vu khống trắng trợn bà xã kém 13 tuổi của mình. Ở tuổi U50, anh chỉ muốn có cuộc sống bình yên, tận hưởng sự hạnh phúc bên cạnh Hà Thanh Xuân. Doanh nhân Thắng Ngô khẳng định, quyết định ly hôn đã được mình và vợ cũ suy nghĩ một thời gian khá dài. Mọi thủ tục pháp lý, tài sản đều có sự đối chứng của luật sư. Rời khỏi tổ ấm sau hơn 13 năm chung sống, đại gia cá coi cho biết mình đã chuyển quyền thừa kế công ty cho chị Thanh Đào và chu cấp hàng tháng cho con gái riêng. Đó là sự tử tế, tình nghĩa vợ chồng mà anh muốn gửi đến vợ cũ. Nếu vì tiền chắc chắn Xuân không chọn tôi vì có rất nhiều đại gia theo đuổi cô ấy. Tôi không hoàn hảo, cô ấy cũng vậy và chúng tôi yêu nhau. Thật lòng mà nói, trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ quen một cô ca sĩ. Tôi tự tìm tên Hà Thanh Xuân trên mạng và đọc tới 60 bài báo về cô ấy. Từ đó tôi phát hiện ra, bà xã tôi là người phụ nữ đặc biệt, có nhiều khác lạ nên mới muốn tìm hiểu. Hiểu kỹ rồi tôi mới quyết định chính thức theo đuổi, quen biết Hà Thanh Xuân vì tin tưởng vào bà xã mình. Mối tình giữa tôi và Hà Thanh Xuân thực sự là nhân duyên do một sự sắp đặt nào đó của định mệnh. Đại gia cá coi dành lời đường mật cho vợ mới cưới Hà Thanh Xuân khiến dân tình ngất ngây.